Cái diện tích xây dựng cái công trình này nó chỉ có khoảng hơn 100 mét vuông. Vậy nằm ở trong giữa làng Quảng Bá. Miếng đất nó là một cái hình vuông 12 x 12 mét. Ngõ vào rất là hẹp, chỉ có hơn 1 mét thôi. Lối vào nhà cũng rất là nhỏ. Và xung quanh thì bốn bề là hàng xóm hết. Và mọi người là đều nhà cửa là nhìn sang nhau. Thế do đó thì chúng tôi mới phải đưa ra cái giải pháp là làm thế nào đấy vừa thông gió, vừa lấy sáng, vừa thoáng mà lại có được sự riêng tư, vẫn có không gian mở cho ngôi nhà. Đường viền của cái hình vuông 12-12 đấy, chúng tôi xây một cái tường rào cao lên 4 tầng bằng những cái viên bê tông tái chế. Và ở giữa thì chúng tôi đặt vào đấy một cái nhà hình tròn. Và cái nhà hình tròn đấy là xung quanh bằng kính hết, tạo ra một không gian mà nó tương đối riêng tư. Chúng tôi dành ra 6 tháng để đi nhặt những cái viên bê tông này từ các trạm trộn bê tông. Ngôi nhà này dùng hết hơn 1 vạn viên bê tông. Và sau khi có đủ số lượng viên đấy thì chúng tôi bắt đầu xây dựng công trình. Giữa viên này viên kia nó sẽ có một cái lõi thép để nó giữ cho cái viên đấy nó ổn định. Cái sảnh vào ấy thì khi mà chúng tôi muốn tạo hình nó như là một cái bức rèm ấy thì cái tường bê tông nó nghiêng đi. Và khi nghiêng như thế thì cần phải có một sợi cáp xuyên từ dưới lên trên. Cái viên bê tông này nó sẽ hơi nặng một chút, nhưng mà cường độ của nó thì nó sẽ cao hơn gạch xây. Ở đây ngõ rất là hẹp và mỗi lần xe máy đi qua tiếng ồn nó rất là lớn. Thế thì khi mà mình dùng viên bê tông này thì nó có cái hiệu ứng khối lượng. Và khi cái viên nó càng nặng thì khả năng cản tiếng ồn của nó càng tốt. Cái khó khăn là chúng ta phải đạt được cái độ chính xác trong quá trình thi công. Các viên bê tông trông thế thôi, để liên kết được nó thì nó đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao. Nó là bức tường hở, nó vẫn có thể thông gió, vẫn có thể nhận ánh sáng, vẫn có thể có cái tương tác nhẹ nhàng với hàng xóm, nhưng đồng thời mình có thể ngăn được những cái tia nhìn không mong muốn, giảm bớt tiếng ồn của xe cộ đi trong ngõ. Khối nhà hình tròn ấy, nó gồm có 4 cái sàn hoàn toàn là kính hết. Toàn bộ không gian đấy được xây và dựng bằng các viên bê tông. Và 4 cái sàn hình tròn ấy nó được treo lên, không có cột chịu lực. Và chúng tôi đưa cái kết cấu chịu lực nó ra cái rìa của hình vuông đấy. Thế do đó thì ở bên trong là gần như cảm thấy không gian là mở hoàn toàn. Chúng ta không có được một cái vườn rộng. Thế do đó nếu cứ nhìn mãi vào một cái hướng cũng sẽ dẫn đến nhàm chán. Và chúng ta có một khối hình tròn thì có rất nhiều hướng nhìn. Thế thì lần lượt các không gian nó được xoay xung quanh như đấy. Các phòng nó đều có các góc nhìn khác nhau. Và mỗi khi chúng ta trải nghiệm các không gian khác nhau thì do cái điều kiện của ánh sáng, mặt trời nó thay đổi thì chúng ta sẽ thấy có những cái trải nghiệm khác nhau. Những phòng ngủ hoặc là vệ sinh dành để đón cái gió đông nam, để thông gió xuyên phòng. Không gian như cầu thang thì chỉ có một hướng mở thôi. Ngoài ra thì chúng tôi có thiết kế một cái ống gió thu cái nhiệt mặt trời, nó làm cho không khí trong cái ống gió nó nóng lên và nó bốc ra. Đồng thời nó lại có cái cánh gió để tạo áp lực âm, thì không khí luôn luôn là đối lưu. Khi mà chúng tôi xử lý một cái không gian như thế này thì nó rất là ít dùng điều hòa và nó hoàn toàn là thông gió tự nhiên. Và gần như là thời gian trong ngày phải đóng rèm là không có. Công trình này thi công mất khoảng 9 tháng và chi phí mất khoảng gần 2 tỷ đồng.